từ khóa được tìm nhiều nhất Google 2021, Ngô Diệp Phàm thống trị, Sơn Tùng mất tích, BTS thua một hiện tượng Gen Z. Mới đây, Google đã công bố Year in Search 2021 phản ánh xu hướng tìm kiếm của netizen trong năm vừa qua. Bạn hãy xem tài tượng của mình có góp mặt không nhé? Chiều 8 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Google đã công bố bảng tổng kết cuối năm bằng việc công bố các từ khóa tìm kiếm được netizen toàn cầu tra cứu nhiều nhất theo từng chủ đề xuyên suốt năm 2021. Không chỉ trên phạm vi quốc tế, Google cũng có danh sách riêng cho thị trường Việt Nam, phản ánh một năm biến động với nhiều sự kiện nhân vật nổi bật. Các khúc hot nhất năm 2021 gọi tên Driver License của Olivia Rodrigo trong danh sách 10 ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất toàn cầu trong năm 2021. Bản hit Driver License của Olivia Rodrigo chính là ca khúc giữ vị trí thứ nhất không mấy bất ngờ. Đây cũng chính là ca khúc debut của hiện tượng Gen Z đình đám, đưa cô vụt sáng trở thành một trong những nghệ sĩ ấn tượng nhất trong năm 2021. Olivia Rodrigo cũng góp mặt thêm ở vị trí thứ 6 với ca khúc Good For You, liên tiếp vào vị trí thứ 2 và thứ 3, lần lượt là hai bản hit của Lil Nas X Monstero, Call Me By Your Name và Industry Baby. Cả hai đều sở hữu phần MV gây sốc về mặt hình ảnh lẫn nội dung, khiến chủ nhân bản hit Old Town Road bắt đầu được gọi là Lady Gaga phiên bản nam. Bản hit Butter của BTS dù phá đảo các thể loại bảng xếp hạng trên toàn cầu, song cũng dừng chân khá khiêm tốn ở vị trí thứ 7. Ca khúc Good Day của USA khép lại danh sách ở vị trí thứ 10. Nhân vật phá đảo Internet Việt Nam năm 2021 lại là Ngô Diệp Phàm, Sơn Tùng mất hút nhưng lại có hai cô gái duyên nợ xuất hiện. Ở riêng Việt Nam, Google cũng đã có công bố 10 nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trong năm qua. Khá bất ngờ khi xuyên suốt năm 2021, drama được dân tình quan tâm nhất lại chính là đại án của Ngô Diệp Phàm sau kênh việc cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Loạt gây gối của sao Hoa Ngữ cũng được quan tâm hàng đầu với Trịnh Vi và Trịnh Sảng lần lượt ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Đáng chú ý, mặc dù Sơn Tùng FTP hoàn toàn mất hút khỏi top 10, song hai cô gái hai tu duyên phận Hải Cú, Thiều Bảo Trâm lại xuất hiện ở vị trí thứ 4 và thứ 6. Nam ca sĩ Natalie với loạt phát ngôn gây sốc và câu chuyện mưu hít của các ca sĩ khác giúp anh xuất hiện ở vị trí thứ 9.